Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với podcast của To Live Simple. Chủ đề của ngày hôm nay thì mình muốn nói đến khía cạnh cuộc sống, những bài học cuộc sống mà mình đã từng trải qua. Ở cái tuổi 30 thì có nhiều những kinh nghiệm, những trải nghiệm đã trôi qua mà thực sự là mình đã rút ra được nhiều bài học. Vì vậy mà mình muốn chia sẻ với các bạn qua lối sống đơn giản có chút tối giản của mình. Chủ đề podcast của ngày hôm nay đó là 30 bài học cuộc sống mình nhận ra khi bước qua tuổi 30. Cách sống đơn giản khi ngoài 30. Thời gian trôi cực nhanh, 10, 20, rồi 30 năm, con số cứ tăng vùn vụt. Bạn ngoảnh lại, thực sự có nhiều điều tiếc nuối lắm. Nhiều điều bạn mong muốn được đặt chân lên chiếc cỗ máy thời gian để tìm kiếm lại những ký ức tươi đẹp hay thay đổi tình huống xấu trong quá khứ. Tất cả chúng ta đều biết quay ngược thời gian là điều không thể. Vậy hãy sống cho xứng đáng từng giây phút trong cuộc đời của mình bạn nhé. Vì vậy hôm nay thì mình muốn tâm sự với bạn, muốn chia sẻ với các bạn 30 bài học cuộc sống mình nhận ra khi bước qua tuổi 30. Điều thứ nhất, hãy dành thời gian để tìm hiểu bản thân và những người mà thực sự mang lại sự tự tin cho bạn. Thứ hai, bạn là người bạn tri kỷ của chính bạn đó. Hãy đối xử tử tế, quan tâm đến bản thân. Love yourself first. Thứ ba, không phải ai cũng yêu mến bạn đâu. Thứ tư, lắng nghe bản thân muốn gì. Bạn là người duy nhất biết điều gì là tốt nhất cho bạn. Thứ năm, bạn bè đến và đi. Đó là chuyện thường nhiên, không có gì là mãi mãi. Thứ sáu, thật tốt khi có một người bạn hiểu mình hơn rất nhiều bạn bè. Những người hầu như không hiểu chúng ta, chất lượng hơn số lượng. Thứ bảy, skincare, tạo thói quen chăm sóc da mỗi ngày. Cho dù là bạn là phụ nữ hay nam giới thì nên để ý một chút đến các sản phẩm chăm sóc da hoặc là chống lão hóa chất lượng tự nhiên, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thứ tám, có quá nhiều quần áo không bằng có một vài bộ đẹp, chuẩn chất lượng, hợp với dáng của bạn. Bạn có nghĩ đến capsule wardrobe? Thứ 9, tài chính rất quan trọng. Hãy ưu tiên và học cách tiết kiệm quản lý tài chính. Thứ 10, du lịch trải nghiệm tốt cho tâm hồn. Thứ 11, du lịch với ít hành lý bạn nhé. Để mình tiếp tục điều thứ 12 đó là hãy an tâm khi bạn đang hoang mang, không biết muốn làm gì với cuộc sống của mình. Hãy làm những gì khiến chúng ta hạnh phúc, đảm bảo chúng ta đang đi đúng hướng. Thứ 13, dành thời gian cho ông bà, cha mẹ, gia đình, người thân và hỏi lời khuyên của họ khi cần. 14, ngày cưới không phải là ngày tuyệt nhất trong cuộc đời bạn đâu. Đừng nên vung tay quá mức chi phí cho đám cưới của bạn. Thứ 15, tạo một thói quen ăn uống hợp lý, đầy đủ chất dinh dưỡng. 16, hoàng tử quyến rũ, cưỡi ngựa trắng hay công chúa xinh đẹp, con nhà giàu nết na, giỏi thông minh không tồn tại. Tình yêu cần sự chia sẻ, cảm thông. 17, nếu bạn ghét công việc của mình, thì hãy thử nghĩ đến cách tìm kiếm đam mê, làm việc mình thích và chuẩn bị kế hoạch bỏ việc, đừng bỏ việc luôn nhé. 18, sức khỏe là ưu tiên số 1, chúng ta nên quan tâm và chăm sóc cho bản thân tốt nhất có thể. 19, thần tượng hóa những người có vẻ bề ngoài hoàn hảo là một sự lãng phí thời gian. 20, sự hoàn hảo, người hoàn hảo không tồn tại.
Nobody is perfect. Nothing is perfect. 21. Không ngừng phát triển và học những điều mới. 22. Ăn mặc cho phù hợp dáng người của bạn. Đừng chạy theo xu hướng. 23. Bạn sẽ không hối tiếc khi đầu tư vào những món đồ chất lượng phù hợp với mình và chúng sẽ không bao giờ lỗi mốt. 24. Nói không mỗi khi bạn không cảm thấy thoải mái. Nếu việc đó hay ai đó không tăng thêm giá trị cho cuộc sống của bạn, tại sao bạn lại đồng ý? 25. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của một giấc ngủ ngon lành. Ngủ một giấc thật ngon để có thể tỉnh táo giải quyết mọi vấn đề vào ngày mai chẳng hạn. 26. Tất cả chúng ta đều phạm sai lầm, đôi khi là những lỗi lớn. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn học hỏi từ những sai lầm đó. 27. Đừng ngượng ngùng khi bạn cần sự giúp đỡ bạn nhé. 28. Nắm bắt lấy cơ hội, đừng bao giờ buông tay. 29. Hạnh phúc thật sự sẽ không đến từ của cải hay vật chất đâu. Và điểm cuối cùng đó là 30. Muốn thay đổi người khác, hãy bắt đầu từ chính mình bạn nhé. Nếu bạn cũng đang ở ngưỡng cửa tuổi 30 hoặc đã bước qua tuổi 30 như mình, bạn có thể chia sẻ với mình những kinh nghiệm, những trải nghiệm cuộc sống của bạn, những bài học của bạn. Bạn có thể comment qua trang blog của mình tulipsimple.com qua bài viết 30 bài học cuộc sống mình nhận ra khi bước qua tuổi 30. Mình rất vui nếu có thể nhận được những lời comment của các bạn. Mình muốn lắng nghe ý kiến của các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của mình nhé. Hẹn gặp lại vào podcast sau. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại.